Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền hình Thanh niên. Thưa quý vị và các bạn, những ý tưởng sáng tạo luôn là điều cần thiết đối với sự phát triển của quốc gia, bởi những ý tưởng nếu có thể hiện thực hóa sẽ góp phần giải quyết những vấn đề bất cập của cuộc sống và góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hiện đại hơn. Tuổi trẻ nói chung và sinh viên, đặc biệt là sinh viên các trường công nghệ thông tin, sẽ là những nhân tố nổi bật trong sáng tạo công nghệ. Phóng sự sau đây về Ngày hội Kết nối Công nghệ sẽ là một góc nhìn cho thấy năng lực sáng tạo và chủ động trong sáng tạo của các bạn sinh viên trong thời đại công nghệ 4.0. Ngày hội Kết nối UET Connect là sự kiện đặc biệt nhân kỷ niệm ngày truyền thống hàng năm của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau 5 năm tổ chức và phát triển, UET Connect đã thay đổi format mới, trở thành Ngày hội Sáng tạo Kết nối Công nghệ Innovation Day, đáp ứng được nhu cầu, sự kỳ vọng của nhiều bạn sinh viên, tạo ra sự kết nối về mặt công nghệ cao giữa sinh viên, doanh nghiệp và nhà trường, mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm công nghệ mới và học hỏi nhiều hơn từ chia sẻ của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên. Ngày hội này là cái ngày có ý nghĩa rất là quan trọng đối với cái hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, gắn với sinh viên trong đào tạo cũng như nghiên cứu và gắn với thị trường lao động. Một trong những cái hoạt động ở trường chúng tôi đó là trình diễn các cái sản phẩm thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học. Đặc biệt tại ngày hội, cuộc thi ý tưởng sáng tạo công nghệ thu hút nhiều sinh viên của trường tham gia. Với chủ đề sáng tạo giải pháp đô thị xanh Green City, các bạn sinh viên mang đến cuộc thi những ý tưởng sáng tạo góp phần giải quyết hiệu quả các thực trạng còn tồn tại ở khu vực đô thị. Ý tưởng Green Check-in xuất phát từ thực tế thói quen vứt rác không đúng nơi quy định. Nhóm sinh viên muốn xây dựng một ứng dụng trên smartphone để ghi lại những hành động đẹp, vứt rác đúng nơi quy định. Ứng dụng khuyến khích tạo động lực giúp mọi người hình thành thói quen tốt, có nhận thức đúng đắn trong giữ gìn vệ sinh công cộng, từ đó thay đổi hành vi của mình và những người xung quanh. Ứng dụng của chúng tôi là khi các bạn vứt rác đúng nơi quy định thì các bạn quay lại cái hành động vứt rác đúng nơi quy định của các bạn và upload lên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động xác thực và xác thực xem nếu mà đó thực sự là một hành động vứt rác đúng, nơi quy định thì các bạn sẽ được cộng điểm và các bạn cứ tích lũy điểm dần dần và đến khi nào đến một cái mức điểm nào đó thì các bạn được đổi lấy các phần thưởng như là thẻ điện thoại hoặc là voucher, mã giảm giá. Một dự án khác được ban giám khảo đánh giá là dự án tiềm năng của nhóm sinh viên Tree Kings. Đó là ý tưởng tạo dựng một ứng dụng tìm đường, phát hiện các tuyến đường nhỏ, ngõ ngách trong thành phố Hà Nội, rộng hơn là các thành phố lớn ở Việt Nam, nhằm chỉ dẫn người tham gia giao thông đi theo lộ trình ngắn nhất và tránh tình trạng ùn tắc. Em muốn đến một khách sạn để có việc ở đó, thì em tra Google Maps, sau đó thì em thấy rằng đường đi nó khá là loằng ngoằng và nó là một ba cạnh của bánh chữ nhật. Và sau khi mà em đã thấy tò mò và không hiểu sao mà đường đi nó rõ ràng là em thấy rằng từ dữ liệu thực tế và hình ảnh vệ tinh với cả bọn em học ở công nghệ ở viện công nghệ không vũ trụ thì bọn em cũng tiếp xúc rất nhiều. Bọn em biết rằng là ở đó có một con ngõ nhỏ dẫn thẳng từ vị trí bọn em đến khách sạn đó. Nên là bọn em mới nảy ra ý tưởng là xây dựng một hệ thống phát hiện đường từ những con đường nhỏ trong ngõ ngách để có thể hoàn chỉnh hệ thống bản đồ số hiện nay ạ. Cùng chung bài toán giải quyết các vấn đề về giao thông tại các thành phố lớn, nhưng một nhóm sinh viên khác lại xây dựng ý tưởng mang tên trợ lý giao thông thời gian thực, tạo ra giải pháp giải quyết hoàn toàn ùn tắc giao thông và hậu quả gây ra bởi ùn tắc giao thông, cải thiện tình trạng khủng hoảng đô thị, hướng tới mục tiêu kiến tạo đô thị xanh. Đây là ý tưởng được chuyên gia đánh giá cao và giành giải nhì của cuộc thi. Xảy ra tình trạng tắc đường thì hệ thống sẽ tự nhận biết và cảnh báo cho người tham gia giao thông. Từ đó thì người tham gia giao thông có thể có các lựa chọn phù hợp hơn. Ví dụ như là nên rẽ tuyến đường nào để tránh việc ùn tắc. Bên cạnh đó còn nhiều ý tưởng hay sáng tạo cũng đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi như robot vệ sinh đường cống nước, hệ thống cảm biến đo chất lượng không khí hay cảm biến phát hiện tắc nghẽn giao thông và điều tiết giao thông dựa vào dữ liệu. Với tính khả thi cao và ứng dụng thiết thực, ý tưởng biển báo giao thông thông minh của sinh viên Hoàng Văn Hậu giành giải nhất cuộc thi. Ý tưởng của mình là biển báo giao thông thông minh cho ô tô. Có nghĩa là mình có hệ thống của mình gồm một hệ phát được các biển báo và hệ thống thu được các lực nắp trên ô tô. Có nghĩa là khi hệ thống phát ở trên biển báo nó phát ra tín hiệu thì hệ thống thu ở trên ô tô sẽ nhận tín hiệu đó và hiển thị nội dung của biển báo trên màn hình ô tô. Và là giúp việc đi lại của người giao thông của người tham gia giao thông được an toàn hơn. Ý tưởng của mình ấy nó sẽ giúp giảm thiểu việc xảy ra vi phạm giao thông trên đường và thậm chí hơn là tai nạn giao thông, giảm thiểu được tối đa ấy.
Với niềm đam mê chinh phục công nghệ và mục tiêu hiện thực hóa ý tưởng của các bạn sinh viên trường Đại học Công nghệ, hy vọng trong tương lai, cùng với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, những ý tưởng này sẽ là cái tên quen thuộc, được phát triển và ứng dụng vào thực tế. Cũng trong dịp này, Thành đoàn Hà Nội và nhà trường phát động phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học. Đây sẽ là môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên phát huy tính sáng tạo, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, góp phần đổi mới và phát triển đất nước.